dậy, mẹ lên dậy, em đến trường. Ông buổi sáng, xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Nhân Minh. Hôm nay mình năm thành tích của mình tôi đá bóng chơi bóng rổ đi xe cút tơ. Bây giờ mình góp chân cho các bạn xem. Cô dạy em tập thể dục vô gian, một hai ba uống nhít thở hít thở hít thở một, tay đưa cao lên trời hai, tay sang ngang vừa vài ba, tay song song trước mặt bốn, buông cả hai tay. Nhiệm vụ hoàn thành. Xin chào tất cả các bạn, đây là cây thơ nội em của mình và mình được trang trí mấy quả này lên cây thơ nội em và mình lắp ngôi sao lên. Đây là miệng mình đưa mình để em mình rất yêu em mình đưa bố mình. Bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn một bài làm anh khó đoán, làm anh khó đoán phải đâu chuyện đùa vậy em gái bìa phải người lớn cơ. Khi em bé khóc, anh phải hứa dạy. Khi em bé ngã, anh nâng rượu ra. Mẹ cho anh, khi em phần hơn, có đồ chơi đẹp. Cung nhường em bước, làm anh thật khó. Nhưng mà thật vui, ai yêu em bé thì làm được thôi. Bây giờ đến giờ đi học rồi, mẹ phải hãy. Đây là robot. Đây là bức tranh. Mình nhớ là mình nhớ chị mình sẽ sờ bắt cho mặt sờ CVD. Mình nhìn về ước mơ thành người như trở thành người như và cứu thế giới. Tạm biệt các bạn. Mình sẽ làm tắt rồi. Tạm biệt. Hẹn gặp lại thầy cô và tất cả các bạn.